hai mẹ con nhiễm COVID-19 chưa rõ nguồn lây, Sơn La giãn cách xã hội huyện Phù Yên. Tỉnh Sơn La quyết định giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Toàn huyện Phù Yên sau khi phát hiện hai mẹ con mắc COVID-19 nhưng chưa rõ nguồn lây và có lịch trình di chuyển phức tạp. Sáng ngày 18 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Sơn La cho biết, ngày 17 tháng 8, Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Yên đã test kháng nguyên với virus SARS-CoV-2 đối với một bệnh nhân nội trú đang điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu có triệu chứng sốt. Họ đã nhập viện ngày 16 tháng 8 và người nhà bệnh nhân. Kết quả, cả hai người đều dương tính với SARS-CoV-2. Đến 20 giờ cùng ngày, mẫu bệnh phẩm được xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cho kết quả dương tính. Đó là hai mẹ con cùng trú tại tiểu khu 4, thị trấn Phú Yên huyện Phủ Yên, bà NTPH, BN 293.434, 36 tuổi, là kế toán trường tiểu học và trung học cơ sở xã Mường Lang, và em NDK, BN 293.435, 10 tuổi, học sinh trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu, hiện đang nghỉ hè, qua truy xuất lịch trình di chuyển, trong vòng 3 tuần trở lại đây, hai bệnh nhân ra khỏi huyện Phủ Yên. Hiện tại cơ quan chức năng chưa xác định được nguồn lây đang tìm hiểu mối liên hệ với các trường hợp F0 trong các khu cách ly tập trung của huyện Phú Yên. Tuy nhiên trong khoảng 10 ngày nay, BN 293.434 đã đi đến rất nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều người trên địa bàn, thị trấn và các xã trong huyện. BN 293.435 cũng đã tiếp xúc với người thân trong gia đình và nhiều bạn bè hàng xóm. Từ ngày 21 tháng 7 đến nay, toàn huyện Phú Yên đã ghi nhận 88 trường hợp dương tính. Trong đó có 86 trường hợp trong khu cách ly tập trung. Ngày 17 tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã quyết định giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của thủ tướng toàn huyện Phú Yên từ 0 giờ ngày 18 tháng 8. Thời gian thực hiện trong 15 ngày. Tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương ngày 17 tháng 8, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh yêu cầu tăng cường quản lý, kiểm soát và thực hiện nghiêm nội quy trong khu cách ly tập trung, phòng chống lây nhiễm chéo, chuẩn bị phương án xây dựng khu điều trị cho bệnh nhân f không biệt lập, cách xa khu dân cư. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé